chào bà con. Như Phong đã chia sẻ trên Facebook của mình đó, thì Phong có ra cái CD đời mẹ và Phong bán CD đó để lấy cái số tiền để mà Phong nấu những cái suất ăn từ thiện nhân ngày của Lan 15 tháng 7. Và cũng may mắn là khi mà cái CD đó ra thì Phong lên tiếng ở trên mạng đó, thì được bà con trong nước cũng như là hải ngoại ủng hộ rất là nhiều. Và cái CD đó bán, trời, bán quá trời nhiều quý vị. Thì Phong mới có được cái kinh tế để mà Phong có được những cái suất này để gửi đến cho bà con nghèo. Nhưng cái ngày rất là đặc biệt đó là ngày 15 tháng 7, tức là ngày hôm nay quý vị. Dung bị thấy là đang chưa đủ. Chúng tôi phải thức từ 3 giờ sáng, thức từ 3 giờ sáng quý vị cho đến tận bây giờ luôn. Rất là cực kỳ và rất là vui, bởi vì là mình đem được cái niềm vui cho mọi người rất là vui. Và quý vị qua đây nè, mời quý vị, đây là sản phẩm từ 3 giờ sáng đến bây giờ, và đây là những người cộng sự. Hello Na. Hello có em nè. Và đây là người đã hỗ trợ nơi để mà cô chào đi. Chào đi cô. Cả thế giới thấy cô đó. Trời ơi. Ơi. Tâm trạng Mỹ Thông kìa đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lần nữa Phong cảm ơn rất là nhiều những cái số tiền mà quý vị ủng hộ CD. Và hy vọng rằng là nếu mà cái việc thiện nguyện này mà được mọi người ủng hộ đó, thì sắp tới Phong sẽ có những cái buổi như này nữa để mà gửi đến cho bà con nghèo. Chào mọi người và chúc mọi người có một tháng 7 thật là an lạc bên gia đình cũng như là người thân, đặc biệt là cha và mẹ của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì đây là ngày Vu Lan rất là ý nghĩa. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người sức khỏe.